chúng ta đã có một rổ rau mùng tơi, xong nó mới mở đây bạn này. Rau mùng tơi nhé. Mùng tơi chúng ta đã nhặt vào rửa rồi. Chúng ta sẽ đi nhặt vào rửa một ít rau ngổ gai, ngổ ôm. Ngổ gai, ngổ ôm bạn này. Đó. Để chúng ta cũng để làm rổ lên một tua các bạn. Sẽ rửa và để trong cái đổ rau của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ đem lên chua, đem nồi nấu các bạn. Nấu xong chúng ta dọn dẹp luôn nhé các bạn. Sạch. Làm gì vậy? Làm xong cái dọn dẹp luôn, sạch sẽ. Phi nữa các bạn. Chúng ta phải còn tỏi phi.